Hi, xin kính chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt ở đường Cách mạng tháng 8, ngày xưa là Lê Văn Duyệt, phường 7 Tân Bình, trưa ngày 25 tháng 10 2017 quý vị. Trời Sài Gòn đang nắng nhẹ, nhiệt độ bây giờ khoảng 30 độ C. Đây là đường hướng về trung tâm quận 1. Nay không mưa, trời nó hanh khô quá vậy. Bên phải là đường Sao Mai. Quý vị thấy ngã ba phía trước là ngã ba ông Tạ nè. Đường trái vô chợ ông Tạ. Thì thấy xe ông Tạ chở quá trời không? Cống Bà Xíp ấy vậy, vô Trần Quang Đang, vô ga Hòa Hưng ấy. Nãy có mình có quay trong đó rồi. Thank you.
cái rạp Thanh Vân á, bây giờ đó là nhà hát giao hưởng nhạc du kịch Sài Gòn. Bên phải đi là vô đình Chí Hòa hay gì. Liên Việt với Phan Đình Phùng. Bây giờ là cách mạng 8 Nguyễn Chiểu vậy. Cái là quảng trường Thích và đường Thích Quảng Đức Tự Thiêu nè. À, bên phải là đường Phan Đình Phùng đi về chợ Bàn Cờ đó vậy. Rồi phía trước đây ngã tư với
đường Trần Quý Cáp, bây giờ là Võ Văn Tần, bên phải là trung tâm Vân Sơn ở Sài Gòn. See you.